Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe bình an. Hôm nay Quỳnh Mai bắt đầu đi ươm bầu bí mướp nha các bạn. Mặc dù biết là trễ đó, nhưng mà có còn hơn không. Bây giờ Quỳnh Mai bắt đầu ươm hạt giống. Trước hết Quỳnh Mai có bốn cái dĩ này là Quỳnh Mai đi mua bông đó các bạn. Lấy bông trồng rồi để dành lại mấy cái dĩ này để ươm. Thì Quỳnh Mai có bốn cái dĩ này và một bịch phân để ươm. Đó là cái bịch Boston Mix. Cái này dùng để chuyên môn là ươm đó các bạn. Phân này rất là tốt. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đổ vào trong mấy cái khay này. Cái này rất là xốp, người ta đã trộn đủ thứ ở trong này rồi các bạn. Có cho phân, rồi cho thuốc trừ sâu vô trong phân này rồi nữa. Nên mình dùng để ươm cây con. Phân rất là xốp đó các bạn. Đã bỏ thuốc này kia với lại phân ở trong phân hộp, phân mà tan chậm đó các bạn. Ương bằng cái này nó lên rất là lẹ các bạn. Quỳnh Mai đã vô phân bốn cái khay này rồi các bạn. Một khay vậy có 18 ô nhỏ. Đó, 18 ô. Bây giờ Quỳnh Mai bắt đầu bỏ hộp vô trong khay. Quỳnh Mai cần trồng khổ qua nên Quỳnh Mai sẽ để vô trong khay này mỗi ô 2 hộp khổ qua. Tại vì mình trừ hao nó lên hay không đó. Mỗi ô mình sẽ để 2 hộp. Vậy là đủ 18 ô rồi đó các bạn. Bây giờ hôm nay sẽ trồng tới đậu bắp. Một, đây là đậu bắp. Mỗi ô thì Quỳnh Mai cũng bỏ 2 hộp đậu bắp, 2 hộp vậy. Đậu bắp cũng cần trồng nhiều, khổ qua cũng cần trồng nhiều các bạn. Nên Quỳnh Mai sẽ gieo vô trong cái
khai thứ hai là mỗi cái ô thì hai hột. Cái khai thứ hai này mình may vô đậu bắp. Các bạn thấy một cái ô nhỏ thì mình may bỏ 3 hột, trừ hao khi nó eo ụt các bạn. Đó. Thì 18 cái ô này cũng gieo đậu bắp hết. Còn bên đây thì là khổ qua. Bây giờ mình mai sẽ gieo mướp. Mướp thì mình mai gieo 10 cây thôi. Trường á, eo uột các bạn, chứ không phải trồng hết 10 cây. Đây, mình mai sẽ trồng cái khai thứ 3. Cũng để một ô vậy, hai hộp. Ôi. Tiếp theo mình mai gieo hạt bầu. Thì mình mai cho mỗi ô 1 hộp các bạn. Gieo 4 giây thôi. Rồi tới bí nhật, bí đỏ của Nhật. Rồi tới bí hồ lô. Vậy là mình may gieo hết 3 khai rồi đó các bạn. Đây. Này là củ hoa. Này là đậu bắp. Còn bên đây là mướp. Tới bầu. Rồi tới bí đỏ của Nhật. Và này là bí hồ lô. Là được 3 khai các bạn. Giờ tới khai thứ 3 thì khai thứ 4 thì Quỳnh Mai gieo hộp nguyệt quế. Các bạn nhìn đây. Đây, hộp nguyệt quế ở bên Việt Nam bạn cho mình. Bây giờ mình mai sẽ gieo hết 18 cái ô. Nếu mai nó lên thì là may mắn. Nếu nó lên thì là may mắn các bạn. Đó. Mỗi ô 1 hộp. Cái hộp này nó màu đen nên không có thấy. Bông này thơm lắm đó các bạn. Nếu vừa nào mà trồng được 2 cây này là thơm nước mũi luôn. Bên này Việt Nam khí hậu ẩm thì trồng nó rụng hột xuống nó lên các bạn. Còn bên đây thì hơi khó hơn.
một ô cho một hộp. Con này có rồi. Nếu như mai cho luôn hai hộp. Trên đây cũng có một hộp. Mình gieo một lượt luôn, tại vì mình giữ nó không được các bạn. Giữ lâu thì nó heo, nó không có lên. Mình rất là thích cái hoa này. Cái hoa này ra chùm chùm rất là thơm. Rồi, hôm nay đã gieo hết rồi. Thì hôm nay là mình may gieo trước hết gieo khổ qua mỗi ô hai hộp, cái đó là đậu bắp, các bạn thấy học đậu bắp đó. Rồi cái khai này là nguyệt quế, bên đây thì là bầu mướp, bầu với lại bí đỏ Nhật Bản, cái bí đỏ hồ lô. Vậy là hôm nay Quỳnh Mai gieo hết 4 ô các bạn. Xong rồi mình mai lấy ngón tay nhận mấy cái hộp này xuống sâu cỡ chừng một inch và lấy đất lấp lại các bạn. Đó, mấy cái hộp kia cũng vậy, lấy đất lấp lại. Vậy Quỳnh Mai sẽ làm hết mấy cái khai này. Bây giờ các bạn không còn nhìn thấy hộp ở trên mặt nữa, tại vì Quỳnh Mai đã nhận nó xuống dưới cỡ một lóng tay nè các bạn. Đó, nhận sâu dưới rồi lấy tay đè lên cho thiệt chặt, sau đó sẽ tưới nước đẫm. Đây, Quỳnh Mai sẽ tưới nước. Đẫm luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái đất nó san sớp đó, nên nó tụt xuống hồi nãy đầy lên miệng luôn, giờ nó tụt xuống rồi đó. Rồi Quỳnh Mai sẽ lấy một nó tưới cho nó đẫm, rồi Quỳnh Mai sẽ lấy một lớp đất khác phủ lên trên. Lớp đất khác thì nó khô, còn này mình tưới ẩm phủ một lớp đất khô lên thì ngày mai trời nắng nó sẽ từ từ, cái hột nó sẽ từ từ nảy mầm và nó lên. Mình khỏi cần ngâm nước rồi bỏ vô chỗ ấm các bạn. Làm cách này nó lên rất là nhanh, tại vì cái miếng xi măng như này nè, nó ngày mai có nắng đó, nó rất là nóng. Rồi mình tưới đẫm nước ở trong đó, nó
đất này nó xốp nên nó hút nước rất là nhiều, rồi mình nhét hột trong đó hột nó nảy mầm đó. Thấy Quỳnh Mai đã nhận hột xuống và tưới nước ẩm lên trên cái khay, mấy cái khay này đó, các bạn nhìn thấy. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ lấy ớt khô ở trong bao và rải lên một lớp để tạo độ ẩm cho nó các bạn. Rồi ngày mai để tới ngày mai nó, các bạn chưa tưới nước nữa, đây còn nước. Rồi chừng nào các bạn nhìn thấy khô quá thì sẽ tưới nước nha, cho nó nảy mầm. Bây giờ nước nó đã đẫm rồi, không cần tưới nữa. Rồi, giờ cho một lớp đất khô lên trên, lớp đất ướt ở dưới làm cho nó tạo độ ẩm, làm cho nó nảy mầm. Cái cách này mà đã làm mấy chục năm rồi các bạn, lúc nào cũng thành công. Rồi cây sắm ở đây mình đem đi trồng rất là mạnh đó các bạn, nó không chết. Tại vì cái khung này mình có thể nhận ra luôn cái rễ luôn, không có cần đứng gì hết. Đó, giờ mình cho đất khô lên trên mặt, đất lớp dưới đã tưới nước. Phần này là phân tốt nên cái cây nó mọc lên, nó phát triển rất là nhanh với tốt. Đây đi trồng nó mạnh các bạn. Giống như ở chỗ bán dâm cây bán cho mình vậy đó. Ngày mai đã phủ lớp đất lên rồi, bây giờ các bạn đi theo chân Quỳnh Mai ra đằng sau thăm vườn Quỳnh Mai một chút xíu nha. Hành mai nó đã lên tốt lên rồi các bạn, lá lên cao quá chừng luôn, còn cải thì nay nó cũng cao lên. Rồi mấy cây cải mà Quỳnh Mai chiết là nó cũng sống rồi nè các bạn. Đây là mấy cây bông hồng dâm cành mà giờ nó có bông luôn rồi nè các bạn, thành công rực rỡ. Cây nào cũng có cái bông ở trên ngọn hết. Bên đây cải, cải làm dưa, mai mốt nó cao lên thì mai sẽ tỉa ra ăn. Lên nụi nụi luôn, tại vì không có đất các bạn ơi, để trong chậu vậy không có đất. Còn đây là củ kiệu cũng sắp nhổ rồi đó các bạn, tuần này để cho nó lớn thêm chút nữa. Kiệu chưa, khu vườn mình chưa có gì hết, chỉ có củ kiệu thôi. Còn đây là cải làm dưa mình đã chiết bữa đó, đây nó cũng cao lên rồi. Còn đây là rau cần ô, nay là cao thấy có lá rồi đó các bạn đó, lá là lá cần ô đó. Năm nay mình cũng mùa cần ô gieo nó lên quá trời. Mai mốt nó lên cao mình tỉa ăn hoặc mình cắt ngang cho nó nhảy nhánh các bạn. Còn đây là đám hẹ, hẹ 3-4 thùng.
Ở đây là khung cảnh đồng quê. Còn đây là hoa lan của mình trồng ở bên hông nhà. Cụm hoa lan. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Mình Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an. Ủng hộ Mai bằng cách like, đăng ký, chia sẻ like để mình Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.